Dạ, mến chào anh chị. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Seru, hàng Nhật Bãi của em nha. Thì hôm nay cửa hàng em mới dọn xong anh Seru này, em lên cho anh chị xem mà tham khảo ha. Đó, thì con này nói chung nước sơn rin nó là đẹp đến 90 mấy% luôn nha anh chị nha. Nói chung rin toàn bộ ha, rất là đẹp. Con này là một cầu 4 bánh, không có ben nha anh chị nha. Đó, nói chung nó có hai con ốc ở dưới cái thùng, cho nên là bên em tháo ra để cho anh chị xem thùng nó thôi nha. Chứ còn con này thì thùng nó rời, anh chị về có thể đổ thùng lên được nha, à đổ ben nha, nó có thể tháo thùng như này và đổ ben lên ha. Còn nếu mà anh chị không đổ ben nó thì mình cứ gắn hai con ốc nó là nó vô là nó như xe bình thường thôi anh chị. Đó, một màu xanh rất là đẹp nha, đèn đuốc là ok hết, côn chạy và thắng nha anh chị nha. Nói chung những con này rất dễ sử dụng ha, có côn chạy và thắng chân luôn ha. Đó, những cái chỗ này thì nói chung người ta gác chân nhiều thì nó bị chạy xước chút đỉnh chỗ này thôi nha anh chị. Cái này là nó dán băng keo này, đó, mình lột ra là nó mới, màu vàng rất là đẹp luôn nha. Đây, số con này là 3 tiếng một lùi nha anh chị. Đặc biệt con này chạy động cơ xăng Mitsu 181 nha anh chị nha. Đầu theo xe là nguyên rin nha. Đó, Mitsu 181 thì giá trên thị trường thì em nghĩ là anh chị cũng quá rành về những cái dòng này rồi nha. Đó, Mitsu 181 6 ngựa nha anh chị. Những cái dòng máy xăng này rất là được thịnh hành nha, xài rất là bền ha, có OHP đời mới luôn. Anh chị xem bánh nha, ốc 7 màu ha, mâm sáng loáng luôn, bánh không răng nứt gì hết. Đó, chị xem sườn nha, hơi răng chỗ này thôi ha, nói chung nó hơi xấu chỗ này xíu thôi nhưng không sao hết. Đó, sườn này còn màu nước sơn xanh luôn. Đó, rất là đẹp ha. Hộp số này trời ơi bóng loáng luôn, còn số luôn nè. Đó, xanh ươm luôn ha. Đó, anh chị xem thùng nó nha. Đó, thùng này mình soi gương được không ha, rất là đẹp nha. Đó, những con này về anh chị có thể đổ ben nha. Thùng nó là thùng rời ha. Đó, đi đằng sau là bánh ú nha. Đó, nói chung là ốc 7 màu len keng. Bánh thì mới, không răng nứt gì hết nha anh chị nha. Đó, đi đằng sau là bánh ú 800 từ 17 nhân 800 trừ 8 ha. Đây thùng của nó rất là đẹp nè, trọng tải 600 kg ha. Đó, tem mạc thông số còn đầy đủ nha anh chị. Con này ngang 1m1, dài 1m8 nha anh chị nha. Thùng nó ở trong người ta đã quét, bên Nhật họ đã quét lại sơn màu xanh rồi, nhưng mà không có sao ha. Nói chung phía trong này thì mình chở hàng chắc hàng nó chẳng quan trọng đâu nha anh chị. Đó, còn nước sơn rin xanh ươm rất là đẹp ha. Hàng Nhật bãi về những cái dòng như này đẹp như này thì rất là hiếm nha anh chị. Đó, nói chung bánh đẹp lắm. Em tháo thùng lên để cho anh chị xem nè. Con này mình có thể về đổ ben luôn, bốn bánh là như nhau. Này nó có visa nữa nha, có visa nữa ha. Đó, thông số nó này, nói chung tem này là đầy đủ ha, không thiếu một thứ gì. Rồi bây giờ em sẽ tiết máy cho anh chị xem nha. Những cái dòng đầu máy này xài rất là bền ha, rất là bền nha. Máy xéo nữa, móc là bao êm, bao rin nha anh chị nha. Đó, đèn đuốc là ok hết rồi. Nói chung mặt trái đèn là nó bị mất rồi. Anh chị về thì bên em có sao bán chạy, anh chị về anh chị tự gắn nha. Anh chị về chở rau củ quả trái cây cái gì cũng được nha anh chị nha. Nói chung mình thích hợp mình muốn chở cái gì thì mình chở thôi. Cửa hàng em là ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng nha anh chị. Đó, khi nào mà anh chị nào có ở gần đó, đến xem máy thì cứ gọi điện cho em rồi em sẽ chỉ đường cho anh chị ha. Số điện thoại mà 0835585879 nha. Một cái màu xanh rất là đẹp luôn. Hàng Nhật bãi về thì nói chung nước sơn hầu như là bên đó người ta xài rất là ít, nhưng mà về người ta để ở ngoài bãi thì nó một thời gian lâu thì nó sẽ bị rỉ sét màu sơn luôn anh chị. Cho nên nó rất là hiếm những cái con mà màu sơn đẹp như vậy nha. Hôm nay trời Lâm Đồng chiều nào cũng mưa hết, hôm nay em quay sớm còn nắng quá. Quay sớm để cho anh chị lên video cho anh chị xem thôi. Anh chị xem video cái yêu thương em thì nhớ cho em một nút đăng ký nha.
để không bỏ lỡ những cái video em đăng tiếp theo nha anh chị nha. Đó anh chị nghe tiếng xe này, máy móc êm ru luôn. Mày nè, lúc này mà máy nổ ngay đầu giường mình cũng ngủ được luôn nha anh chị nha. Rất là êm ha. Đó thì tỷ lệ bên em thì anh chị cọc cho em rồi em ship hàng thôi ha. Khi đến mình có thể kiểm tra xe và thanh toán, nếu mà không như đúng như lời em nói thì anh chị có thể trả hàng ha. Con xe rất là đẹp. Đó, anh chị xem sườn gầm của nó. Màu xanh bóng luôn á. Nói chung hàng Nhật Bản những cái con này là siêu hiếm luôn nha. Đó. Rồi anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ số điện thoại em để dưới tiêu đề nha. À, rồi mến chào anh chị, chúc anh chị một cái buổi chiều thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha.